nóng rồi, bây giờ cho dầu vào. Tiếp nữa là cho dầu điều vào. Rồi, hỗn hợp dầu này nó nóng rồi, bây giờ cho hành vào. Cho hành vào. Rồi cho nghệ vào. Nghệ băm vào. Cho ớt vào nhé. Rồi đảo đều lên. Phi cho nó thơm. Sau khi mà cái lớp dầu này nó tách khỏi cái hỗn hợp xác kia ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cho nước lọc vào. Cho nước lọc vào. Rồi cho hạt nêm. Mắm. Đường. Mì chính. Muối. Rồi đảo đều. Muốn màu lên đẹp thì có thể thêm một ít bột nghệ vào. Rồi cho bột nghệ vào. Đảo đều nó lên. Sau khi hỗn hợp tan gia vị rồi, chúng ta sẽ tắt bếp và để nguội, bảo quản để chúng ta dùng dần nhé. Vẫn cái chảo này chúng ta sẽ cho thịt vào. Ngoài thịt heo ra thì chúng ta có thể dùng lòng heo nhé. Đảo đều cháy cạnh lên. Đảo đều cháy cạnh nhé. Sau khi đảo cháy cạnh cái thịt heo này rồi, ta sẽ cho cái sốt vừa nãy làm vào. Đảo đều nó lên. Chúng ta sẽ nếm xem vừa ăn nhé. Xe sốt mà còn thì chúng ta lại cất bảo quản ở trong ngăn mát là 15 ngày. Lúc nào chúng ta cần thì chúng ta lại mang ra chúng ta nấu. Rồi, sau khi nếm vừa ăn rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho ra. Rất là ngon luôn. Ngon lắm. Rất là hao cơm luôn nhé.